Mày em nghỉ bao nhiêu lâu mà phát minh ra cái này hay vậy? Đọc ha. Một phát minh mới của Văn Hồ. Làm này nhanh hơn nhiều đúng không Hồ? Dạ, nhanh hơn nhiều. Rồi, cái này phát minh đọc nè. Đây kìa, lộn dây kìa. Đi kìa. Ủa, cái này là mình để cột hả Hồ? Dạ, cột văng lưới. À, mày cột với cái lưới văng với cái cây gì? Quay xong nó ra vậy phải không Hồ? Thế vậy hả? Ừ. Quay xong nó ra vậy, nó về cột với cây nha. Đây, nó ra vậy, mình cầm nó, mình cột cho nó dễ. Quay chi tiết cho cả nhà xem dăng dây lưới cây thủ qua nha cả nhà mình. Xin chào A Tý nha, xin chào bà con mình nha. Này quay giờ hướng dẫn cách trồng cây thủ qua ở vùng nông thôn mình nha cả nhà. Đây là bước này, bước thứ 6 là dăng dây. Cột sao tí? Này cột sao? Thấy anh cột thôi, thấy rườm rà vậy. Đúng rồi nè. Nó đâu có dễ ăn đâu. Ồ. Rồi, cột lộn qua lộn qua đi hả? Này cột khó lắm nè. Giữ được cái dây cho dây qua leo lên. Ừ. Cột sao chắc chứ không chắc là cái dạng sập luôn á. Đưa đầu Huân là cười không. Huân đang nhăn gì em? Đang gỡ lưới. Đang gỡ lưới chè cá hả? Đang gỡ lưới dân là vụ hủa qua. Dân cho nó bung ra rồi mình quấn vô cây đúng không? Thương cũng muốn nhăn lưới luôn hả? Thương nhăn lưới hả? Nhăn lưới bắt cá lóc. Làm đây thời gian có kinh nghiệm nhiều chưa? Chưa. Dần có thôi. Học hỏi nhiều. Làm cho coi nè. Sang năm mới là kết quả tốt đúng không? Đây mình dăng dây cho nó bung ra cho nên nó dễ làm nha. Dạ. Yeah. Lên truyền hình luôn ha. Lên truyền hình luôn. Lại đi quấn rồi. Dưới hả? Nắng quá nhỉ. Cầu quá, cầu anh cầu ơi. Đó mình cột vậy nha cả nhà đó. Cột phải chắc vô không là nó bung dây nó tuột nó rớt vàng hết. Đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Cột luôn lá luôn lại nha. Cột này cũng cột công phu quá ha.
lúc nào cuộn lưới ra nó cũng bị rối đúng không? Đi. Mình phải bung ra cho nó mới dễ làm được. Tí nghiên cứu cái gì nữa. Ôi, sao nước ngập dữ ta? Nước nó chìm luôn rồi tí. 2 tiếng mấy luôn. Cái này không, cái bên này nó thấp mình tưới thôi, nó úng luôn kìa. Đây là giăng lưới cho cái cây hồ ai nha cả nhà mình. Đó, mình thì quay sát cho cả nhà xem. Mình kéo dây kéo đầu này cho nó căng, mình cột nó vô cây tre cho nó giữ cái dây lưới lại nha cả nhà mình. Nó được 4-5 lá này. Giăng lưới này thì nó có hai bước giăng, một là mình phải cộng dây, mình quấn cái đầu tre, mình quấn lại vòng, mình quấn lại cho nó giữ cái tre lại. Đó, mình phải quấn cho nó vòng cái tre cho nó có cái độ liên kết nha cả nhà. Cây nào mình phải quấn lại cho nó có độ liên kết nữa, nên cái vàng nó mới cứng được. Cây nào mình cũng phải quấn như vậy như này nè. Đó, cái này mình quấn cho nó cái độ liên kết nó chịu lực lại. Nhiều cây nó liên kết với nhau thì nó sẽ mạnh và chắc. Rồi, bị kẹt motor rồi. Này phát minh thì mày muốn mà phải chế lại xíu nữa nha, bị kẹt motor rồi đó. Lúc cuộn nó mới ra nó nguyên cuộn vậy nên mình phải gại ra từng miếng vậy cho nó dễ làm. Nặng không hơn? Đó, bắt đầu mình rải ra cho nó dễ làm. Bước 6 hướng dẫn giăng lưới cho cây hụt hoa ở vùng nông thôn nha cả nhà. Mục đích mình giăng lưới này là cho nó tạo dựng nó lên cái vàng để cho cái hù hoa nó bò lên. Mục đích giăng dây là chủ yếu như vậy. Mình làm lưới giăng lưới thì mấy cái ngọn hù hoa nó bò lên nó làm vàng, nó mới ra được nhiều nhánh, nhiều trái như cả nhà. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở trong những video sau nhé.